đó là tặng thêm cho quý khách hàng nào mà đặt mua bộ đèn này một chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay anh chị nhá. Chiếc đèn này thì có vừa chiếu sáng này, vừa có thể sạc được điện thoại. Em xin kính chào tất cả quý anh chị. Chào mừng toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh Việt Nhật Solar. Thời gian gần đây khi mà bên em nghe được những cuộc gọi điện của khách hàng muốn hỏi về việc là muốn mua đèn năng lượng mặt trời, thì khách hàng thường thắc mắc là tại sao những cái bộ đèn năng lượng mặt trời ở trên mạng, ví dụ như là đèn công suất là 3.000W này hoặc là 3.500W, tại vì sao mà giá nó lại rẻ như vậy? Đấy, nếu mà anh chị chỉ đơn giản mà nhìn vào số watt của đèn để lựa chọn một bộ đèn năng lượng mặt trời về mình lắp đặt cho không gian nhà mình, như là trong nhà hoặc là sân vườn hoặc là kho bãi, kho xưởng, thì anh chị sẽ xác định được là mình sẽ không bao giờ mua được một bộ đèn chất lượng. Mà khi mua đèn năng lượng mặt trời chất lượng thì anh chị hãy để ý đầu tiên đó là về cái thông số kỹ thuật cấu hình của đèn, thông số kỹ thuật của chip LED, của pin lưu trữ và kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời, thì nó mới quyết định được cái chất lượng của một bộ đèn năng lượng mặt trời anh chị ạ. Thì ở trên thị trường hiện nay thì nhiều người bán, nhiều thương hiệu đấy, nhưng mà đơn vị nào người ta bảo hành uy tín này, bán hàng chất lượng đấy, thì ngay sau đây em sẽ đi vào và giới thiệu chi tiết đến cho anh chị một bộ đèn năng lượng mặt trời mà có thể nói là độ sáng nó rất là tuyệt vời đấy. Anh chị có thể lắp đặt bất kỳ vị trí nào anh chị nhé, rất là đa năng, lắp ở trong nhà này, lắp ở kho xưởng này, lắp ở sân bóng này, bệnh viện, trường học đều được hết, bởi vì là cái sức chiếu sáng của chiếc đèn này nó rất là tuyệt vời anh chị ạ. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào và phân tích chi tiết về cấu hình của đèn, kích thước tấm pin năng lượng mặt trời và những cái chế độ bảo hành tốt nhất đến từ thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật cho anh chị xem anh chị nhé. Thì đầu tiên em sẽ chia sẻ về cái vấn đề là khi mà anh chị muốn mua hàng thì làm thế nào. Thì anh chị ở bất kỳ vùng miền nào anh chị nhé, Bắc, Trung, Nam, ở bất kỳ địa chỉ nào, thì anh chị chỉ cần nhắn tin thông tin địa chỉ cho bên công ty em, thì bên nhà em sẽ lập tức là gửi hàng đến cho anh chị. Và khi nhận hàng thì anh chị sẽ có quyền kiểm tra. Vậy thì cách thức kiểm tra như thế nào? Đầu tiên là về cái quy cách đóng gói sản phẩm, thì bên nhà em sẽ gửi đến cho anh chị một hộp đèn năng lượng mặt trời có logo thương hiệu đầy đủ. Đấy, thì bộ đèn này sẽ bao gồm những cái gì? Đầu tiên đó là về phần thân đèn. Đây là chiếc đèn năng lượng mặt trời có công suất là 1.000W anh chị nhé. Tiếp theo là tấm pin năng lượng mặt trời, những linh kiện phụ kiện dùng để lắp đặt đèn, điều khiển, đấy, hai bộ ốc vít dùng để lắp đặt đèn, và thêm vào đó là một chiếc thẻ bảo hành. Thì đối với chế độ bảo hành của chiếc đèn này thì hiện tại bên công ty đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật đang bảo hành với bộ đèn này trong thời gian là xuyên suốt 5 năm anh chị nhé, bảo hành 5 năm. Đây là một cái thời gian bảo hành rất là dài, đến từ một công ty uy tín ở trên thị trường anh chị ạ. Và rất ít đơn vị người ta dám bảo hành bộ đèn này trong vòng 5 năm. Còn hiện nay thì có một số đơn vị người ta thường là nhắc đến vấn đề là bảo hành 5 năm là một cái vấn đề gì đấy nó quá dài và không đảm bảo. Thì anh chị phải nên nhớ rằng là một chiếc đèn năng lượng mặt trời chất lượng thì những cái cấu hình bên trong như là vỏ đèn này, pin lưu trữ này, rồi là chip LED đều là hàng xịn, hàng chính hãng, chất lượng thì nó mới có tuổi thọ lâu dài như vậy. Và bộ đèn này riêng về tuổi thọ sử dụng bền bỉ thì bên nhà em cam kết là có thể sử dụng được trên 15 năm anh chị nhé, trên 15 năm. Đấy, còn chế độ bảo hành thì bên em bảo hành với thời gian là 5 năm anh chị ạ. Trên phiếu bảo hành thì có địa chỉ công ty này, có địa chỉ của trung tâm sửa chữa bảo hành và có nội dung bảo hành, thông tin khách hàng đầy đủ hết anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào và chia sẻ chi tiết về đèn trước. Thì bộ đèn này là bộ đèn năng lượng mặt trời có tên gọi là đèn pha hệ mắt ngọc, có công suất mã hiệu là 1.000W anh chị nhé, 1.000W. Thì khi mà anh chị thoạt nhìn bên ngoài về cái đánh giá sản phẩm này thì có một cái mẫu mã thiết kế là vô cùng đẹp anh chị nhé. Anh chị có thể lắp đặt ở trong nhà mình như là phòng khách này, phòng bếp này, những căn phòng rộng lớn để lắp đặt chiếu sáng, thì đối với cả cái thẩm mỹ này thì chắc chắn luôn là nó sẽ không không làm xấu đi cái nơi mà mình lắp đặt đèn đâu anh chị nhé. Đấy, đèn thì có cái sử dụng cái mặt đèn này màu trắng này, và thân vỏ đèn thì là màu ghi, nhìn nó rất là sang anh chị nhé. Và chất liệu của vỏ đèn này được làm với chất liệu là vỏ magie anh chị nhé, vỏ magie cao cấp này. Đây em sẽ cho anh chị cùng xem. Khi mà anh chị nhận hàng, anh chị cầm lên mới biết được rằng là nó vô cùng là cứng cáp và xịn. Đấy anh chị nhá, vô cùng cứng cáp và xịn. Và anh chị có thể nhìn thấy là đây là những cái đường rãnh, đường gờ tản nhiệt này, được làm là rất là to, nên là đèn nó sẽ tản nhiệt rất là nhanh.
để cho cái tuổi thọ sử dụng của đèn nó được nhẹ được lâu hơn anh chị nhé. Đấy thì bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem này. Đây là về thông số kỹ thuật của bộ đèn. Bên nhà em thì hàng đều được chứng nhận về chất lượng ISO 9001:2015 đây anh chị nhé. Đèn có logo thương hiệu này. Đây là thông số kỹ thuật của đèn này. Đấy, bộ đèn này thì về chất liệu của vỏ thì nó vô cùng là xịn và vô cùng là đẳng cấp anh chị nhé. Anh chị hỏi là đèn năng lượng mặt trời này có thể lắp đặt ở ngoài trời được hay không? Thì anh chị hãy nhìn vào đây. Đây là chỉ số đạt tiêu chuẩn chống nước IP68 là cao nhất vào cái thời điểm hiện tại là năm 2024 anh chị nhé. Chỉ số chống nước này thì về phần thiết kế anh chị có thể nhìn thấy là trên viền đèn này sẽ bao gồm là đường gioăng cao su rất là dày. Đấy, được bao bọc và được gắn bởi những con ốc này. Nó rất là nhiều anh chị nhé. Nên là cái trường hợp là bốc hơi nước vào bên trong, ngấm nước hoặc là côn trùng nhỏ nó bay vào bên trong nó hoàn toàn là không có. Bởi vì đèn này nó đã được đạt tiêu chuẩn về cái việc là chống nước và chống bụi bẩn rồi anh chị nhé. Thì chiếc đèn này thì được lắp đặt về cấu hình chip LED như thế nào? Thì anh chị quan sát giúp em này. Về cấu hình của chip LED thì chiếc đèn này được lắp đặt cái dòng LED cao cấp nhất hiện nay, đó là dòng LED 5054 với cái hiệu suất ánh sáng lumen nó rất là cao, nên là nó sẽ đem lại một cái hiệu suất của cường độ ánh sáng nó rất là mạnh. Thì chiếc đèn này được hiện tại thì đang được lắp đặt là 126 chip LED anh chị nhé, 126 chip LED và dòng LED là LED 5054. Thì khi mà anh chị treo đèn này với chiều cao tầm 6-7 mét thì đèn này nó có thể phủ sáng được với diện tích là ít nhất là 500 mét vuông anh chị nhé, 500 mét vuông. Đấy, nên là ví dụ như anh chị nào mà có những cái diện tích nhỏ quá khoảng tầm vài chục mét vuông hoặc là 100 mét vuông thì theo em là mình cũng cân đối là không nên mua bộ đèn này. Còn bộ đèn này thì nó chỉ phục vụ cho những diện tích rộng lớn và những ai yêu thích một chiếc đèn năng lượng mặt trời siêu sáng thôi anh chị nhé. Đấy, em phải nhấn mạnh nó là siêu sáng. Đấy, thì trên đèn thì cũng có logo thương hiệu đây rồi. Anh chị có thể quan sát đây là logo thương hiệu độc quyền mà không một đơn vị nào dám nhái tên cái logo thương hiệu này. Việt Nhật Solar này, mã hiệu là 1000W. Thì chiếc đèn này để mà tương xứng với cái số hiệu ở trên này là 1000W thì chắc chắn là bên trong nó sẽ lắp đặt một cái dung lượng pin vô cùng lớn. Thì về thời gian chiếu sáng của đèn này á, nó có thể chiếu sáng liên tục trong thời gian là 24 tiếng anh chị nhé. 24 tiếng tức là sạc một ngày mà sáng được 2 đêm liền. Đấy, thì dung lượng pin của chiếc đèn này thì bên này em lắp đặt dung lượng pin là 105.000 mAh hoặc là 105A, tức là 105A, tương xứng với 105.000 mAh. Thì với dung lượng này thì những anh chị nào mà biết về cái pin lithium ấy, mà anh chị biết về phần dung lượng thì để là chiếu sáng cho cái 126 chiếc LED này thì thời gian nó vô cùng dài anh chị nhé. Và đặc biệt là dòng pin em lắp ở bên trong này á, là loại pin là có tính năng là nạp nhanh xả sâu. Và đặc biệt là trong mỗi một cái cell pin bên em lắp đặt ở đây là có hệ thống bảo vệ pin. Thì nhiều anh chị quan tâm là pin thì nó bao nhiêu lâu thì nó sẽ chai, hoặc là pin ví dụ ngày hôm nay nó sạc đầy rồi nó có vào nữa hay không, pin nó có bị phồng, nó có bị chai hay không. Thì em sẽ giải thích luôn cho anh chị hiểu này. Thì đối với cả những cái khối pin lithium pin lưu trữ mà bên em đóng thì bên em đều có mạch bảo vệ BMS, tức là mạch bảo vệ sạc xả. Khi nào mà đèn được sạc đầy pin rồi thì mạch này nó sẽ có cái chức năng là ngắt, không cho vào bên trong nữa, tức là nó không vào điện nữa. Còn khi nào mà xả ra gần hết rồi thì nó cũng tự động nó ngắt đi để cho pin nó hoạt động được ổn định. Thì thường thường riêng về phần pin lưu trữ thì nó ổn định trong suốt quá trình là 4 đến 5 năm anh chị nhé, 4 đến 5 năm. Tức là mình mua một bộ đèn năng lượng mặt trời thì ít nhất trong vòng 5 năm là mình không phải tốn bất kỳ một cái chi phí nào nữa anh chị ạ. Về tiền điện chiếu sáng này hay là bảo trì bảo dưỡng hoặc là chập cháy nổ là không có chuyện đấy xảy ra. Bởi vì đèn năng lượng mặt trời nó hoạt động bằng cái nguồn năng lượng mặt trời từ tấm pin, nó nạp vào bên trong pin lưu trữ để nó chiếu sáng. Nên là nó không liên quan, nó không lệ thuộc vào điện lưới, sẽ không có hiện tượng chập cháy, giật, nổ hoặc là bất kỳ một cái gì nguy hiểm xảy ra. Sử dụng vô cùng là an toàn anh chị nhá. Và đặc biệt đó là tiết kiệm. Đấy, không mất đồng tiền điện nào anh chị ạ. Rồi, thì 105.000 mAh này thì để cho anh chị có thể kiểm chứng được cái độ xác thực và cái đánh giá khách quan nhất thì bây giờ em sẽ mở cái lớp này ra này, mở cái lớp chóa đèn này ra thì cho anh chị cùng xem, cùng kiểm tra về hệ thống chip LED này, về hệ thống pin lưu trữ bên trong đèn này nó sẽ có những cái gì và nó có đúng là 126 chip LED hay không, nó có đúng là 105.000 mAh hay không anh chị nhé. Đấy, thì sau đây em sẽ mở cái lớp kính này
ra để cho anh chị cùng kiểm tra hệ thống bên trong như là pin lưu trữ và chip LED của bộ đèn pha mắt ngọc, công suất là 1000W, hàng chính hãng của công ty Việt Nhật Solar anh chị nhé. Thì ở trên bên viền của đèn này bao gồm những con ốc lục giác em đã tháo ra hết rồi anh chị nhé. Thì bây giờ em sẽ mở này, thì anh chị hãy quan sát giúp em nhé. Đầu tiên sẽ là đây là cái phần thấu kính PC này, và được làm là mắt ngọc. Thì khi mà ánh sáng đi qua thì nó sẽ khuếch tán ánh sáng, nó sẽ tỏa rộng hơn rất là nhiều anh chị ạ. Đấy, và bên trong anh chị hãy quan sát, đây là lớp răng cao su dùng để chống nước và chống bụi bẩn hoặc là côn trùng nhỏ có thể chui được vào bên trong này. Đấy, đây là phần bên trong của cái mặt kính PC anh chị nhé. Đấy, tiếp theo là đến lớp bảo vệ này. Đấy, anh chị quan sát giúp em đây, toàn bộ hệ thống bên trong của bộ đèn mắt ngọc công suất là 1000W. Thì đây chính là phần chip LED này. Về phần chip LED anh chị hãy quan sát, đây là chip LED bi cầu 5054. Đấy, chip LED 5054 này thì cái lumen của nó rất là cao nên là nó cho ra độ sáng rất là mạnh anh chị ạ, 126 chip LED. Những cái mối hàn cũng được robot được hàn rất là cẩn thận này, bao gồm là nhận điều khiển này cũng như là phần vạch báo pin cũng rất là đầy đủ, rất là chỉnh chu, rất là cẩn thận rồi. Đấy, bây giờ em sẽ mở ba con ốc này ra để cho anh chị cùng kiểm tra phần pin lưu trữ anh chị nhé. Em sẽ mở ra cho anh chị cùng xem này. Sau khi mà thao tác nhanh để mở cái lớp bảng LED này ra này, em sẽ mở ra này cho anh chị cùng xem. Đấy, lớp vỏ nhôm đúc nguyên khối được làm rất cẩn thận nhé. Thì đây chính là những cái quả pin lưu trữ bên trong của cái đèn năng lượng mặt trời công suất là 1000W. Thì anh chị hãy quan sát giúp em, đây là dòng pin dài anh chị nhé. Đây là dòng pin dài. Ở trên thị trường hiện nay thì anh chị có thể nhìn thấy là người ta sử dụng cái dòng pin 32650 này. Thì cái sức xả và sức sạc của cái dòng pin này cũng thuộc hạng là bình thường thôi. Đấy, nhưng bởi vì là cái con đèn năng lượng mặt trời có công suất là 1000W này của em ấy, với công suất cao thì em sẽ lắp đặt cái dòng pin mới. Pin này là pin có tên gọi là 33140. Với dung lượng của mỗi một quả pin nó là 15Ah, tương xứng với 15.000 mAh anh chị nhá. Đấy, thì em lắp đặt ở bên trong bao gồm là 7 cell pin này, 1 2 3 4 5 6 và 7 cell. Đấy, pin này nó dài gấp đôi với cả pin 32650 này. Anh chị quan sát giúp em nhé. Thì 7 quả nó sẽ ra tổng dung lượng là 105.000 mAh anh chị nhá, 105.000 mAh. Và đây là dòng pin 3.2V và pin này là pin mới nhất anh chị nhá. Pin này sản xuất vào tháng 4 năm 2024, rất đầy đủ, rất rõ ràng anh chị nhá. Đấy, thì với cái dung lượng là 105.000 mAh như thế này thì anh chị yên tâm là cái sức sạc của bộ đèn này cũng như là sức xả ra vào buổi tối thì sạc một ngày nó sẽ chiếu sáng được 2 đến 3 đêm liên tục anh chị nhá. Đấy, thì vừa rồi là em đã chia sẻ rất là kỹ về thông số kỹ thuật của đèn. Thì tiếp theo em sẽ chia sẻ về tấm pin. Đấy, thì trên những cái video giới thiệu sản phẩm của một số đơn vị hiện nay ở trên mạng xã hội, ví dụ như là Facebook này, YouTube này, hoặc là Google, hoặc là bất kỳ một đơn vị nào khác, thì anh chị nhìn thấy ấy, khi mà họ review sản phẩm ấy, họ giới thiệu sản phẩm thì cái tấm pin nó rất là nhỏ. Họ có thể đơn giản cầm lên bằng một tay, rất là đơn giản, kích thước nó nhỏ thôi, mà trong khi đó đèn thì in công suất rất là cao. Đấy, nhưng đối với bên này em thì bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem tấm pin này. Và anh chị có thể nhìn thấy là đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời của chiếc đèn 1000W anh chị nhé. Nó vô cùng lớn anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là bên trong chiếc đèn năng lượng mặt trời 1000W này lắp đặt một dung lượng pin cực kỳ khủng, lên đến 105.000 mAh. Thì tấm pin này phải to, phải lớn, phải xịn sò như thế này thì nó mới có thể duy trì và sạc đầy cho chiếc đèn trong vòng từ 6 đến 8 tiếng được anh chị nhé. Đấy, đây là một tấm pin năng lượng mặt trời có kích thước là cực kỳ lớn này, anh chị có thể quan sát này, nó to như một cái mặt bàn luôn. Về kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời thì bây giờ em sẽ đo cho anh chị cùng xem này. Đấy, bây giờ em sẽ đo cho anh chị cùng xem về kích thước của tấm pin năng lượng mặt trời này. Và khi mà anh chị nhận hàng của bên nhà em gửi đến ấy, mình có quyền kiểm tra và test thử hàng anh chị nhé. Mình sẽ lấy thước và đo giống như em đang đo như này. Về chiều rộng của tấm pin năng lượng mặt trời này hiện tại là 67cm này, 67cm anh chị nhé. Còn về phần chiều dài của tấm pin năng lượng mặt trời này này thì nó sẽ đạt được ở đây là lên đến là 94cm này. Đấy, 94cm. Nó vô cùng to anh chị ạ. Tấm pin này nó sạc cực kỳ chất lượng anh chị ạ. Kể cả những hôm thời tiết không có nắng, âm u, nhiều mây thì nó vẫn cho ra một cái hiệu suất sạc là rất là tốt. Đây anh chị nhìn thấy là cell pin thì đồng đều nhau về màu, bởi vì đây là tấm pin mono anh chị nhá. Tại vì sao nó lại có màu đen như vậy thì đây là phiên bản tấm pin mono. Còn ở trên thị trường hiện nay vẫn còn một số đơn vị họ bán tấm pin poly. Đấy, giá thì nó rẻ hơn. Đấy, nhưng mà về chất lượng vào những hôm thời tiết không có nắng thì nó không thể nào đảm bảo bằng tấm pin mono đâu anh chị nhé.
Đấy. Thì đây cho anh chị cùng xem thêm nữa là phần hệ thống khung nhôm này. Khung của nó thì vô cùng dày anh chị nhá, dày. Nên là cái vấn đề mà anh chị treo ở ngoài trời, anh chị không quan ngại là nắng mưa hay là gió bão, bởi vì là nó rất là nặng anh chị nhá, nó rất là nặng. Và cái đường viền khung nhôm này nó rất là dày này. Đấy, nên là anh chị yên tâm là nó sẽ rất đảm bảo. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem thêm về thông số kỹ thuật của tấm pin này. Đấy, nó rất là to anh chị nhá. Thì đây là thông số kỹ thuật của tấm pin. Tấm pin này sẽ có công suất là 100W, dòng điện áp, tức là hiệu điện thế của tấm pin là 18V anh chị nhá. Và cường độ dòng điện của tấm pin hiện tại đang đạt được là 6,18A. Đấy, nên là bên em luôn luôn có những cái thông số kỹ thuật thật là chi tiết để cho anh chị cùng hiểu về cái tấm pin này nó có thông số như thế nào. Còn đây là dây nối của tấm pin năng lượng mặt trời, cũng được làm sợi dây rất là to này. Đây anh chị quan sát này, dây thì hiện tại đang có chiều dài là 5m. Nếu mà anh chị yêu cầu của bên nhà em là thiết kế thêm dây để cho anh chị có thể lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời này ở những cái khu vực nó xa hơn, nó dài hơn, đấy, bên em sẽ đáp ứng đủ nhu cầu hết anh chị nhé. Đấy, anh chị có thể quan sát này. Khi mà em cầm cái tấm pin này, nó thật sự luôn nó cũng hơi là vất vả, bởi vì nó quá to và nó quá nặng. Thì đây mới là đèn năng lượng mặt trời mà có cái thông số kỹ thuật cao được. Còn một số đơn vị hiện nay mà người ta giới thiệu tấm pin năng lượng mặt trời mà người ta chỉ cần đơn giản là cầm bằng một tay ấy, hoặc là kích thước của nó nhỏ ấy, vài chục cm ấy. Đấy, nếu mà nó nhỏ nhỏ ấy mà công suất nó cao thì đấy là chắc chắn là không phải đèn chất lượng đâu. Em dám cam kết một điều là như vậy. Bởi vì là kinh nghiệm làm đèn của bên này em cũng rất là lâu rồi. Nên là bên này em có thể nhìn qua video để đánh giá sản phẩm được. Đấy, tất nhiên thì ai mà giới thiệu sản phẩm thì cũng luôn luôn nói tốt về cái sản phẩm của mình. Nhưng cái này nó là cái vấn đề là mắt thấy tai nghe. Và cái vấn đề ở đây là khách hàng người ta phải sử dụng qua rồi và người ta đánh giá thực tế được anh chị nhé. Đấy, hy vọng là những anh chị nào mà đang xem video này mà đã từng sử dụng đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật rồi, hãy đưa ra những lời bình luận, hãy đưa ra những comment để cho khách hàng nào mà đang có ý định mua, người ta có thể nắm bắt được về những cái đánh giá thực tế nhất của anh chị khi sử dụng đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật anh chị nhé. Đấy, đây là toàn bộ về thông số kỹ thuật của tấm pin năng lượng mặt trời này, thông số kỹ thuật của đèn này. Đấy, nếu mà anh chị nào mà đang có những cái diện tích cần chiếu sáng mà dao động khoảng tầm 300, 400, 500, 600 m², lắp ở những cái sân bãi này, lắp ở những cái trang viên nghỉ dưỡng lớn này, hoặc là lắp ở những cái sân vườn rộng lớn, lắp ở nhà kho, nhà máy, nhà xưởng, khu công nghiệp, lắp ở những cái hội trường này, hoặc là bất kỳ một vị trí nào như là trang trại rộng lớn mà có diện tích nó dao động tầm khoảng trên 300 m², thì hãy lưu ý đến bộ đèn này, bởi vì nó vô cùng chất lượng anh chị nhé. Đấy, thì nếu như anh chị gặp được một chiếc đèn năng lượng mặt trời này trên thị trường, về cái mẫu mã, về cái kiểu dáng nó cũng như vậy, nhưng hãy đánh giá cho em về cái thông số kỹ thuật. Ví dụ như đơn vị A người ta bán bộ đèn này lắp đặt dung lượng pin là bao nhiêu, đơn vị B cửa hàng anh này anh kia anh ấy lắp đặt cái thông số kỹ thuật như thế nào, thì hãy mang ra để so sánh với bên này em. Còn nếu mà anh chị bỏ thêm một chút tiền để mình sắm được một bộ đèn năng lượng mặt trời có cấu hình cao, thì anh chị khi mà sử dụng thì nó quá là thoải mái và tuyệt vời luôn anh chị nhá. Kể cả về thời gian chiếu sáng, thời gian sạc của tấm pin nó cũng vô cùng là thừa thãi. Em dám cam kết một điều là như vậy, và vô cùng là chất lượng anh chị nhá. Đấy, thì những anh chị nào mà quan tâm đến bộ sản phẩm này thì có thể nhấc máy liên hệ trực tiếp đến số hotline đang chạy trên màn hình. Bên nhà em luôn luôn để số điện thoại trên màn hình để cho khách hàng có thể dễ dàng liên hệ cập nhật. Ví dụ như anh chị liên hệ qua Zalo, Facebook hoặc là gọi điện trực tiếp, bên nhà em sẽ tư vấn cho anh chị. Đấy, để mà gửi hàng cho anh chị. Mà ở video này thì em sẽ báo giá công khai luôn, giá của bộ đèn này là bao nhiêu tiền và anh chị sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để sở hữu được bộ đèn này. Thì hiện tại vào tháng 9 của năm 2023, em xin báo giá công khai bộ đèn năng lượng mặt trời pha mắt ngọc 1000W này có mức giá 3 triệu đồng anh chị nhé. 3 triệu đồng và miễn phí ship trên toàn quốc. Anh chị nào mà có nhu cầu muốn sử dụng bộ đèn này, muốn trải nghiệm về cái chất lượng của hàng chính hãng đến từ thương hiệu Việt Nhật, thì hãy liên hệ trực tiếp đến hotline của bên công ty em. Em sẽ hỗ trợ gửi hàng đến tận nhà cho anh chị. Khi nhận hàng sẽ được kiểm tra thử hàng xem có đúng thông số kỹ thuật như vậy hay không, kiểm tra chip led, kiểm tra vỏ đèn, đo đạc về kích thước tấm pin năng lượng mặt trời, gọi là kiểm tra thoải mái và chuẩn như video thì anh chị mới nhận hàng. Còn nếu không chuẩn thì anh chị có thể trả hàng về cho bên công ty anh chị ạ, và không mất bất kỳ một chi phí nào. Và điều đặc biệt là trong tháng 9 này bên em tiếp tục có thêm một chương trình nữa, đó là tặng thêm cho quý khách hàng nào mà đặt mua bộ đèn này một chiếc đèn năng lượng mặt trời xách tay anh chị nhá. Chiếc đèn này thì có vừa chiếu sáng này, vừa có thể sạc được điện thoại,
Ban ngày thì anh chị có thể để cái chiếc đèn này tấm pin ra ngoài trời để nó sạc, còn buổi tối mình sử dụng, mình có thể để trên xe này, cầm đi cơ động bên mình này, ví dụ như đi ra ngoài, đi làm vào buổi tối, lên lương lên rẫy thì có thể sở hữu cái bộ đèn này để mang theo bên mình. Ban ngày thì sạc, buổi tối thì dùng, nó vô cùng tiện lợi anh chị nhé. Đây là một trong những cái chương trình tốt nhất của bên công ty em vào cái thời điểm tháng 9 năm 2024. Đấy, anh chị nào mà xem được video này thì có thể liên hệ đặt hàng, vừa là mua được bộ đèn năng lượng mặt trời chất lượng giá tốt, vừa có thể là có thêm một phần quà tốt dành cho mình. Đấy, thì bây giờ em sẽ đi vào và test thử độ sáng thực tế của đèn cho anh chị cùng xem là khi mà em treo đèn vào buổi tối trên cao và chiếu xuống thì nó sẽ sáng như thế nào anh chị nhé. Đấy, thì sau đây anh chị hãy cùng xem độ sáng thực tế của mẫu đèn năng lượng mặt trời có công suất là 1000W này. Đây là logo thương hiệu độc quyền đến từ thương hiệu đèn năng lượng mặt trời Việt Nhật Solar nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ cho anh chị cùng xem. Ở đây nó rất là tối.